Đồ xưa Mai Tôn xin kính chào quý cô bác và anh chị đam mê đồ xưa đồ cũ. Hôm nay là thứ tư ngày 17 tháng 5, em xin lên vài món đồ xưa giao lưu đến cùng các anh chị và cô bác. Đầu tiên xin giới thiệu đến các anh chị và cô bác là một cái bình lá thiêu tích là tùng cò hoặc là tùng hạ các anh chị. Bình lá thiêu này có chiều cao rơi vào là 44 cm, đường kính miệng thì rơi vào là 19 cm, dòng bụng rơi vào là 66 cm. Tình trạng của cái bình này là nó bị lỗi men ở đây ha các anh chị, bị lỗi men ở đây, đây cái cổ của nó ở đây ha các anh chị, đây cái cổ ở đây thì nó có bị thẩm mỹ một tí ở đây ha các anh chị, đây một vòng ở đây thẩm mỹ nhẹ ha các anh chị, là phết lại ha chứ không phải mắt mảnh ha các anh chị, bị phết lại một tí thôi, đây phết chỗ hơi bị trắng trắng hàng tí là các anh chị, nó bị dạng tóc hay nó bị lỗi lò ta phết lại một tí, đây chôn rất là già, ở đây nó bị lỗi men tí ha các anh chị. Cái bình lá thiêu cao 44 cm này em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 3 triệu rưỡi bao ship đến các anh chị ha. 3 triệu rưỡi bao ship cao tới 44 mà các anh chị, những cái bình lá thiêu mà cao trên 4 tấc thì giá nó hơi cứng một tí. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là cái bình châu ổ Quảng Ngãi ha các anh chị. Một cái bình châu ổ. Đây. Cái bình châu ổ này là cái tình trạng của nó là cái đế của nó có bị cưa một tí ha các anh chị. Cái đế có bị cưa một tí. Cái vành miệng thì có thẩm mỹ một chút ở đây. Bình mẹ nó có thẩm mỹ một tí, phết lại một tí luôn. Đây, tích là gồng ha, tích gồng. Dòng gốm châu ổ thì các anh chị cũng biết là nó đã rơi vào tuổi cổ vật 2-300 năm. Cái bình châu ổ này thì có chiều cao rơi vào là 24 cm, đường kính miệng rơi vào là 9 cm, dòng bụng rơi vào là 35 cm. Xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 1 triệu rưỡi bao ship ha, 1 triệu rưỡi cho cái bình châu ổ chuyển cổ này. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái bình voi Bát Tràng ha. Đây, cái bình voi Bát Tràng này thì em xin giao lưu nhanh với các anh chị và cô bác với giá là 200 ngàn ha các anh chị. Cái bình voi này có chiều cao là 13 cm, dòng bụng rơi vào là 37 cm, 200 ngàn bao ship ha. Đồ này đồ cũ xưa ha các anh chị, đồ tồn kho. Đây. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái bật lửa con sơn ha, một cái bật lửa con sơn còn xài bình thường. Đồ này là đồ của Đức, gạt mani ha các anh chị. Đây, đồ này đồ của Đức ha. Bật lửa này là sản xuất năm 1924. Nói chung là nó cũng đã rơi vào tuổi cổ vật rồi ha các anh chị. Đầy đủ hết trơn luôn. Đây, cái này là bơm ga ha các anh chị. Cái này là bơm ga. Đây, còn cái lòng trong lòng ngoài đầy đủ hết trơn luôn, bơm ga xài bình thường. Ở trên đây là có con sơn. Đó. Đây em xin để đây. Xài bình thường. Bằng sứ ha, hoặc quẹt để bàn, xài bình thường hết trơn ha các anh chị. Đây. Cái bật lửa con sơn chuyển cổ này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 3 triệu 2 bao ship đến các anh chị ha, 3 triệu 2 bao ship, tình trạng là làm đẹp. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái hộp phấn ha, một cái hộp phấn minh hay hộp phấn tống gì đó. Đồ này là đồ vớt biển, bao các anh chị là đồ chuyển cổ ha. Đây, rất là đẹp luôn. Cái hộp phấn này nó to ha các anh chị. Em xin đo kích thước. Đường kính của cái hộp phấn này rơi vào là 9 cm. Chiều cao thì rơi vào là 5 cm ha các anh chị. Đây, tình trạng của nó cũng còn rất là tuyệt vời luôn. Đồ vớt biển ha các anh chị. Đây. Hộp phán này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 750 ngàn bao ship ha, 750 ngàn bao ship. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái con cá tàu ha anh chị. Một cái một đồng cưỡi cá hoặc là cái cá chép vượt Vũ Môn. Đây. Cái tượng này có chiều cao thì rơi vào là 32 cm, chiều cao của cái tượng này rơi vào là 32 cm ha các anh chị. Đây, một cái lục đồng là cầm cái đồng tiền cưỡi con cá này là cá chép vượt Vũ Môn, rất là đẹp luôn. Đồ này đồ vuốt tay. Đồ vuốt tay, dày nặng bao các anh chị là đồ tàu chuẩn xưa. Cái tượng này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 750 ngàn bao ship đến các anh chị ha, 750k bao ship đến các anh chị. Tiếp đến, xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái bình sông bé. Một cái bình sơn thủy sông bé ha, nó cũng dáng như là dáng củ tỏi thon vậy các anh chị. Đây, cái bình gốm sông bé này có chiều cao rơi vào là 20 cm, đường kính miệng rơi vào là 7.5 cm, dòng bụng rơi vào là 31 cm, dùng để cắm bông cho trên cái bạc bàn thần tài hay là ông táo ha các anh chị. Tình trạng của cái bình sông bé này là lành đẹp 99%. Đây, cái bình sông bé này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 500.000 bao ship ha, 500k bao ship. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái bình trà Nam Bộ ha, một cái bình trà Nam Bộ tức là sông Mã. Đây, rất là đẹp luôn, vẽ nói chung là vẽ này mình cảm thấy rõ, tình trạng là lành ha. Cái nắp là bị lai ha các anh chị, nó hơi nhỏ hơn tí nhưng mà đậy nó vẫn vừa, nó hơi nhỏ hơn tí cái vành ha các anh chị. Đây, nó hơi nhỏ hơn tí cái vành. Đây. Ở chôm nó có mọc ha, chôm là có mọc đỏ,
Bình trà này dung tích là 1,5 lít. Xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 300.000 bao ship thôi, 300k bao ship. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái tô nội phủ thôi các anh chị. Đây, xin giao lưu đến các anh chị và cô bác là một cái bát tàu nội phủ. Cái bát tàu này là đồ chuẩn xưa ha các anh chị, không có cổ ha. Đây những cái đồ trắng xanh bên em là tất cả những cái đồ khí kiểu bên đây là chỉ là đồ xưa, không phải là đồ cổ ha các anh chị. Đây, không bao giờ mà em bao đồ trắng xanh là đồ cổ đâu ha. Chiều cao của cái bát này là 8 cm. Đường kính miệng rơi vào là 18 cm. Đây, bọc đồng miệng và bọc đồng chôm. Đây rất là đẹp luôn. Có hai chữ nội phủ. Tất cả đều là vẽ tay hết trơn. Tích cái này là tích lông mã, tích lông mã bao cánh chị đồ xưa, đồ dân quốc xưa ha cánh chị. Nói chung là cũng phải 70-80 năm trên. Tại đồ trắng xanh thì nói chung là đa số đồ giả nhiều, bởi vì mình không có bao đồ cổ được ha cánh chị. Đây, đồ là đồ vuốt tay, tất cả đều là vuốt tay, xây tay, cốt xây tay, không phải là đổ khuôn. Đây ha cánh chị. Rất là đanh luôn. Cái bát này xin giao lưu nhanh đến các anh chị và cô bác với giá là 1,8 triệu bao ship ha. 1,8 triệu bao ship. Chỉ có những cái bát Khánh Xuân bên em là chuẩn đồ các anh chị và đẹp ha. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái cặp chân đèn ha. Một cặp chân đèn Sài Gòn xưa. Cặp chân đèn Sài Gòn xưa này có chiều cao rơi vào là 21 cm. Xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 500.000 bao ship ha. Cao tới 21 cm. Đồ này đồ xưa, đồ Sài Gòn chiếc giải phóng ha. Để ráp những cái bộ lưu mini 500.000. Tiếp đến xin lên cho các anh chị làm cái đồng hồ ha. Đồng hồ này em cũng không biết là cái hiệu Wiltic này là cái là của Thụy Sĩ hay gì. Nói chung là nó còn xài được ha các anh chị. Em bán thì em bán với giá là decor, không bán bao xài, nhưng mà hiện thời thì nó vẫn xài bình thường. Tại vì em sợ trong quá trình vận chuyển những cái đồ này chỉ là đồ trưng bày decor, trưng quán xá cà phê hay là để bày trí thôi. Bởi vì em bán chỉ với giá là decor thôi, 500.000 bao ship hết trơn. Năm đây ốc ác thì còn đầy đủ hết trơn ha các anh chị, 500k bao ship đó các anh chị ha. Đây hiệu là whisky đồ xưa các anh chị, 500.000 bao ship. Tiếp đến xin lên cho các anh chị là một cái chén bát quái ha, một cái chén bát quái Minh Phố Kim Cổ ha. Đồ này là đồ tàu đá, chiều cao là 6 cm, đường kính miệng rơi vào là 12 cm, tình trạng là lành đẹp 99%. Ở đây nó có một đường tóc gió, ở đây có một đường tóc gió, đây tóc gió ở đây nhẹ ha. Tóc mờ lắm các anh chị. Ở dưới đây là có hiệu đề. Đây có hiệu đề đàng hoàng. Bát quái ha. Cái bát quái này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 800.000 bao ship ha, 800k bao ship. Tiếp đến xin lên cho các anh chị là một cái dĩa, một cái dĩa trò. Dĩa này cũng là dĩa Minh Phố ha các anh chị, đồ tàu. Đây. Đồ này đồ tàu ha các anh chị. Những cái đồ tàu này, những cái tàu tàu là dân xài. Đây. Cái dĩa tàu này có đường kính rơi vào là 27 cm. Đường kính rơi vào 27 cm, chuẩn cổ trên 100 năm nha các anh chị. Chiều cao rơi vào là 6 cm. Cái dĩa này rất là cao, rất là đẹp luôn. Tình trạng là lành đẹp 99%, lành đẹp luôn. Đây. Cái dĩa tàu này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 950.000 bao ship ha. 950k bao ship đến các anh chị, bao các anh chị chuẩn đồ ha. Những cái đồ tàu đá này thì nó rất là chuẩn. Tiếp đến xin lên cho các anh chị làm cái gạt tàn Biên Hòa ha. Một cái gạt tàn Biên Hòa rất là đẹp luôn. Đồ xưa, một cái gạt tàn Biên Hòa xưa. Cái gạt tàn Biên Hòa này thì em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 300k thôi ha các anh chị. Chiều cao thì rơi vào là 5 cm, đường kính thì rơi vào là 13 cm, 300.000 bao ship đến các anh chị ha. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái bình tàu ha. Một cái bình tàu, đồ này là đồ cũ xưa thôi các anh chị. Xin giao lưu đến các anh chị là một cái bình tàu là cúc leo, cúc thọ ha. Đây, đồ này là đồ chỉ là đồ cũ xưa thôi. Cái bình thọ này có chiều cao là 28 cm, đường kính miệng thì rơi vào là 11 cm, dòng bụng của nó thì rơi vào là 45 cm ha các anh chị. Thường người ta gọi là đầu kỹ các anh chị, bởi vì tránh trường hợp là đầu kỹ thì đương nhiên cũng nói thẳng ra đầu tái lại, nhưng mà nó làm theo cái kiểu là cũ kỹ giả cổ. Nhưng mà đồ này nó chung ra nó vẫn có tuổi là 30-40 năm, bởi vì vô nó nói chung là nó hút đồ cũ, nó hút đồ mới, nó hút tuổi đồ mới, nó qua cũ xưa. Người được cái nó làm rất là đẹp luôn ha các anh chị. Tránh trường hợp thì là nói chung là chủ yếu là cái giá thôi. Cái bình thọ này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 1 triệu bao ship đến các anh chị ha. 1 triệu bao ship, rất là đẹp luôn, dòm cũng rất là sâu tuổi ha. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái tượng Bát Tràng ha. Một cái tượng Bát Tràng Võ Tòng Đả Hổ ha các anh chị. Đây, một cái điển tích rất là nổi tiếng ở bên Trung Quốc. Còn bên Việt Nam của mình thì cái tích là Phùng Hưng Đả Hổ ha. Còn cái tích ở bên Trung Quốc là Võ Tòng Đả Hổ. Cái tượng này cao 24 cm. Tượng cao 24 cm.
chiều ngang gơi vào là khoảng có 36 cm hả anh chị, chiều ngang thì gơi vào khoảng có 36 cm, còn chiều cao là 24 cm, tình trạng là đẹp luôn. Nói chung là cái tượng này đắp rất là cung phu luôn anh chị, vỏ tòng đã hổ trên đồi Cảnh Dương. Đây con hổ dòm nó cũng rất là sắc nét. Đây đây vỏ tòng thì cường tráng nha, đây rất là đẹp luôn. Cái tượng vỏ tòng đá hổ này xin giao lưu đến anh chị và cô bác với giá là 1,2 triệu bao ship đến anh chị nha, 1,2 triệu bao ship. Tiếp đến xin lên cho anh chị và cô bác là một cái ống đũa ha, một cái ống đũa lá thiêm xưa. Cái ống đũa này ống đũa màu đồ 70-80 năm, tình trạng nó là bị này nó bị dạng tóc gió một đường dài, tóc gió một đường dài. 900.000 bao ship đến anh chị ha, còn nhiêu lành đẹp hết trơn. 900k bao ship cho cái ống đũa này ha các anh chị. Tiếp đến xin lên cho các anh chị là một cái bát con gà lái thiêu. Bát này là bát màu ha anh chị. Tình trạng của nó có bị khờn miệng thôi, chỉ là bị khờn miệng thôi. Cái bát con gà này có chiều cao rơi vào là 7 cm, đường kính thì rơi vào là 15 cm ha các anh chị. Đây nó bị khờn miệng thôi ha các anh chị. Đây nó con không có bị tóc, không bị gì hết trơn. Đây nó bị khờn miệng tí này. Đây, ở sau đây có minh văn 4 chữ. Bát này khá là cao ha. Đây cao, chiều cao quá các anh chị. Đây tích con gà. Cái bát lái thiêu màu này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 800.000 bao ship ha, 800k bao ship đến các anh chị. Tiếp đến xin lên cho các anh chị làm cái tô đông chiều ha, một cái bát cô tô thành gốm đông chiều. Cái bát cô tô thành gốm đông chiều này thì có to nha các anh chị, chiều cao rơi vào là 9 cm, chiều cao 9 cm, đường kính là 18 cm, gốm đông chiều bao cấp Quảng Ninh đó các anh chị. Đây chôn, đây bài thơ, bài thơ là vuốt nổi nổi lên ha các anh chị. Đây cô tô thành đường kính 18 cm, 650.000 bao ship ha, 650k bao ship đến các anh chị. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là ba cái dĩa ha. Đây ba cái dĩa đồng hồ, ba cái dĩa đồng hồ. Đây tình trạng làm đẹp ha. Đây Quảng Minh ha, Bát Tràng Việt Nam. Đây ở đây có hiệu rò luôn nè các anh chị. Đây đây những cái này là những cái dĩa đồng hồ cũ ha các anh chị. Ở đây người ta có khoan lỗ chiều tường nữa nè các anh chị. Đây người ta có khoan lỗ chiều tường nữa ha. Đây có ba tức dĩa treo tường anh chị, dĩa này dĩa treo tường á. Ba cái dĩa đồng hồ này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 550.000 bao ship ha. Cái dĩa đồng hồ này có đường kính là 20, 500.000, ủa 550.000 bao ship đến các anh chị. Ba cái dĩa treo tường. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái bình trà Thúy Hồng, một cái bình trà Sài Gòn Thúy Hồng này các anh chị, rất là hiếm luôn. Đây cái nắp của nó đây các anh chị. Đây hai chữ Cát Tường ha anh chị, tình trạng là lành đẹp 99%, gốm Sài Gòn chuẩn cổ. Đây phía sau nó đây, vừa là bài thơ vừa là hiệu đề. Ở đây là có thẩm mỹ nhẹ không, không cái này là lỗi men ha các anh chị, chứ không phải là thẩm mỹ, lỗi men. Cái này là lỗi men ha các anh chị, rất là đẹp luôn. Tích là cổ đồ ha, những cái bình trà Sài Gòn Thúy Hồng rất là hiếm ha các anh chị, dung tích là trên 1 lít một tí ha. Đây cái bình trà này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 10 triệu bao ship đến các anh chị ha, 10 triệu bao ship đến các anh chị. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là ba cái dĩa lái thiêu. Đây em xin lên cho các anh chị và cô bác là ba cái dĩa lái thiêu chim chỉ phù dung ha, ba cái dĩa lái thiêu chim chỉ phù dung. Tình trạng nó bị vẫy ở đây ha các anh chị, bị vẫy ha, những cái dĩa này cũng ít khi có lắm các anh chị. Đây ba cái dĩa chim chỉ phụ dung, ba dĩa chim chỉ ha các anh chị, gốm lá thiêu 70-80 năm. Cái dĩa chim chỉ này có đường kính rơi vào là 18 cm ha, ba dĩa này 500.000 thôi ha các anh chị, ba cái dĩa 500.000 bao ship đến các anh chị. Tiếp đến xin lên cho các anh chị là 10 cây muỗng tàu Bạch Định ha. Đồ này là đồ thanh phố chuẩn cổ cuối đồ cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Đồ này đồ dân xài bởi vì giá nó rẻ lắm các anh chị. Đây đồ thanh phố ha, 10 cây muỗng Bạch Định thanh phố cuối 19 đầu 20. Ở sau đây lúc nào cũng phải có 5 chấm kê. Đồ thấu quang thông đèn và mỏng cốt rất là mỏng luôn, rất là nhẹ, nhẹ như mũ gì hết các anh chị. Đây 10 cây muỗng tàu Bạch Định này 650.000 bao ship đến các anh chị ha, cuối 19 đầu 20. Đây 5 chấm kê ha, muỗng tàu 5 chấm kê, 10 cây này 650.000 ha các anh chị. Tiếp đến một cây muỗng Nhật chuẩn cổ
xin giao lưu đến các anh chị và cô bác là một cây muỗng Nhật mạ vàng ha anh chị, người ta gọi là vẽ vàng. Đây ở sau đây có mộc ha, mát in sẽ nội và mấy cái mộc ha, ở đây nó có ghi, nó có cái dấu ly cà phê nữa nè. Đó, đồ này đồ màu của Nhật ha các anh chị. Đây đồ này chuẩn cổ, cái muỗng Nhật chuẩn cổ này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 500.000 ha, 500k bao ship đến các anh chị. Tiếp đến xin giao lưu đến các anh chị là hai cái dĩa tàu lành đẹp ha. Đây một cái dĩa là thạch trúc, cái dĩa này nó ghẻ bèo, dĩa thạch trúc. Thứ hai là một cái dĩa Minh Phố con cá, tình trạng của nó là lành đẹp hết trơn ha các anh chị. Để em xin đo kích thước và đường kính. Cái dĩa con cá này có đường kính là 14 cm, còn cái dĩa thạch trúc này đường kính là 13.5. 700.000 bao ship, hai dĩa chỉ có 700k bao ship thôi, tình trạng lành đẹp ha. Tiếp đến xin lên cho các anh chị là cái bộ ngoáy chầu ha, một cái bộ ngoáy chầu bằng đồng, full đồng chuẩn xưa. Cái bộ ngoáy chầu này là đây, cái cây ngoáy chầu là dòm rất là chất lượng ha, như cái cây đinh tán nhưng mà cái là đồng nguyên khối ha các anh chị, rất là nặng luôn đó. Đây 500.000 bao ship ha các anh chị. Đây cái bộ ngoáy chầu này 500k bao ship, bao các anh chị chuẩn đồ xưa. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái bộ trà Trung Quốc ha, một cái bộ trà Trung Quốc, đồ này là đồ bao cấp ha các anh chị. Đây em chỉ còn một bộ duy nhất này thôi. Cái bộ trà Trung Quốc này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 500.000 bao ship đến các anh chị ha, 500k cho cái bộ trà Trung Quốc này, 4 chung và một cái bình trà, tích này là tích chim hoa các anh chị. Đi xem. Đây. Đây. Đồ mau người ta nói là đồ mau trạch đông đó các anh chị. Đây bộ trà này là 500.000 bao ship đến các anh chị. Tiếp đến xin lên cho các anh chị là hai cái dĩa pháp hộp xoài chuẩn cổ, đây bự chà bá luôn ha các anh chị. Đây hai cái dĩa pháp ha, đây cái dĩa pháp này đường kính là 36 cm ha, đường kính tới 36 cm, dĩa hộp xoài pháp, một dĩa nó bị tình trạng nó bị nứt cốt xốp nè các anh chị, cốt xốp. Đây ở sau đây có mộc nè các anh chị, có mộc đó. Còn cái dĩa này tình trạng của nó là lành đẹp 99%, nó bị chỉ khòn tí ở đây thôi đó. Đây đây có mộc ha các anh chị, dĩa pháp ha, dĩa pháp chân cổ ha các anh chị. Đó cái dĩa hộp xoài rất là to, đường kính tới 36 cm. Đây hai cái dĩa pháp này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác cái giá là 800.000 bao ship ha, 800 bao ship hai dĩa hộp xoài chân cổ ha. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái tô tàu ha, một cái tô tàu, một cái tô giang tây Trung Quốc ha. Đây một cái bát trúc lâm thất hiền gốm giang tây đời đầu ha các anh chị, khoảng có 30-40 năm. Cái bát này có chiều cao rơi vào là 9 cm, đường kính miệng rơi vào là 19 cm ha, rất là to luôn. Đây rất là đẹp. Đây dễ tay anh chị, đồ này đồ dễ tay, nó bị lỗi lọ ở đây. 400.000 bao ship đến các anh chị ha. Cái bát này xin thanh lý với giá là 400k bao ship. Đó. Tiếp đến xin lên cho các anh chị và cô bác là một cái dĩa là thọ dơi, một cái dĩa thọ dơi rất là đẹp luôn, một cái dĩa tàu các anh chị. Một cái dĩa tàu thọ dơi, đồ này đồ dân quốc chuẩn xưa ha anh chị. Cái dĩa tàu thọ dơi này có đường kính là 26 cm, chiều cao rơi vào là 5 cm. Đây dĩa thọ dơi rất là đẹp luôn, men vàng các anh chị. Ở sau đây là có 7 cái chấm kê. Đây thọ dơi, cái dĩa thọ dơi này xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 1.2 triệu bao ship đến các anh chị ha, 1.2 triệu cho cái dĩa thọ dơi chuẩn xưa này. Tiếp đến em xin lên giới thiệu đến các anh chị là ba cặp đôn ha anh chị, ba cặp đôn gốm lá thiêu xưa. Đây những cái cặp đôn cái mặt rất là hiếm luôn các anh chị. Đây trước tiên em xin giới thiệu đến các anh chị là một cái cặp đôn lá thiêu, cặp đôn y lá thiêu, gốm này là gốm lá thiêu xưa, cuối đời cây mai đầu đời lá thiêu ha, bởi vì mình tính lá thiêu thôi chứ mình không, cái này em báo cây mai bình thường đó anh chị, em vẫn báo cây mai bình thường được, nhưng mà nói chung là nó chỉ là lá thiêu thì không phải cây mai, còn em báo cây mai nó vẫn là bình thường, nhưng em chỉ báo anh chị là đồ lá thiêu thôi ha các anh chị. Đây cái mặt này là mặt rất là hiếm luôn, mặt bốn mùa, người ta gọi là mặt tứ quý. Đây nguyên cặp nha, em mua được 3 cặp. Đây rất là đẹp luôn, đồ này 70-80 năm trên ha các anh chị, cuối cây mai đầu lá thiêu ha. Đây cái đôn y này có chiều cao rơi vào là 53 cm, cái đường kính mặt của nó thì rơi vào là 29.5, là nó vô số, nó đúng đôn y, đúng lá thiêu, đúng cây mai là nó như vậy ha các anh chị. Đây cái cặp đôn y này xin giao lưu đến các anh chị riêng cái mặt này ha các anh chị, cái mặt tứ quý này
thì em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 9 triệu bao ship đến các anh chị, thì là cây 4,5 triệu. Thì các anh chị cứ lên mạng, các anh chị cứ tham khảo những cái mặt tứ quý này, một cây nhầm khi là 14 triệu, 12 triệu một cây. Còn cái này một cặp luôn chỉ có 9 triệu thôi các anh chị, tại thì mua rẻ bán rẻ. Thứ hai nữa là cái mặt này là mặt đào các anh chị, mặt bông đào, mặt bông đào. Mặt bông đào thì em bán với giá là 8,5 triệu. 8,5 triệu một cặp ha các anh chị. Đây, nói chung kích thước nó cũng vậy thôi. Đồ lấy theo xưa nha các anh chị. Đây. Cái cặp thứ ba là cargo. Cặp thứ ba là cargo cũng 8,5 triệu một cặp ha các anh chị. Lấy theo, đồ 7-80 năm trên, đông y ha các anh chị. Đây. Ba cây đông y này lành đẹp không tháp không nối ha. Đây em xin ghi cho anh cho các anh chị xem. Đây. Chôn rất là già. Đây. Nó vàng như là cốt, nó là xám xịt. Đây. Riêng cặp này là 9 triệu, còn nhiêu là 8,5 triệu hết trơn các anh chị. Đây em ghim một cây này lên cho anh chị xem. Đây. Chết mẹ cây nó có bị gì vậy? Cái gì? Sao nó bị nứt rồi. Đây cốt nó đây các anh chị. Chắc nó bị va ở đâu rồi. Rồi cái cây này em xin lỗi các anh chị. Các anh chị nếu lấy thì em bán cặp này với giá là 6,5 triệu ha các anh chị. Tại nó bị va ở đâu đây, nó bị dập ở đây rồi. Đây, nó tiếc hả? Đây. Coi kỹ lại. Đây. Thì nói chung các anh chị thích cái nào thì cứ inbox cho em ha. Đây, một cặp là cargo, một cặp 4 mùa tứ quý và một cặp là mặt bông đào. Đây, em xin cảm ơn các anh chị và cô bác đã quan tâm theo dõi buổi live của em. Các anh chị cô bác có cần món gì hoặc thích món gì cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo 0826252052 Phan Khoan. Đây em quên đó, xin giới thiệu đến các anh chị và cái chậu cuối cùng đây. Nãy giờ quên cái chậu này. Đây. Xin giới thiệu đến các anh chị và cô bác là một cái chậu bát giác ha, một cái chậu bát giác rất là to luôn. Nếu tính về dòng gốm cây mai, cái chậu bát giác này chậu bát giác cây mai các anh chị. Nếu tính về dòng gốm cây mai mà dạng gọi là phổ thông thì cái chậu bát giác này là một trong những cái chậu bát giác to nhất Việt Nam hiện nay. Còn thường những cái chậu 70 em không nói nha, những cái chậu đặt là những cái chậu tiền tỷ em không nói nha. Còn cái chậu này nó rẻ. Đây. Đường kính 46 cm, chậu bát giác đường kính 46 cm. Lọt lồng rơi vào là 38 cm. Chiều cao rơi vào là 31 cm, chiều cao là 31 cm. Đây, gốm cây mai hả anh chị. Đây. Có mặt lăng nha các anh chị. Đây có mặt con lăng. Đây có mặt con lăng nha. Kích rất là đẹp, tình trạng là lành đẹp 95%. Cái chậu bát giác gốm cây mai này thì em xin giao lưu đến các anh chị và cô bác với giá là 16 triệu bao ship đến các anh chị ha. 16 triệu bao ship đến các anh chị. Chậu bát giác rất là to luôn. Đây, đây em cảm ơn các anh chị ha. Rồi.